À, thì thầy cô sẽ vào một lớp học, thầy cô giảng dạy, thầy cô phần vào phần bài tập trên lớp. À, thầy cô vào phần bài tập trên lớp, thì phần bài tập trên lớp này thầy cô kích vào nút tạo, nút tạo. Và vào phần này thì cô sẽ tạo một trong các đề mục này, gồm có nút tạo bài tập, tạo bài kiểm tra, tạo câu hỏi và tạo tài liệu, rồi tùy thầy cô chọn. Thì trong đó tạo bài tập và bài kiểm tra, nhất là bài kiểm tra là sẽ có mục để lên thang điểm để chấm, còn các cái ví dụ câu hỏi là tài liệu, tùy mục đích sử dụng của tài liệu tham khảo hay là một câu hỏi lớn để nó chú ý đấy. À, tôi ở đây tôi giới thiệu với cô cái chức năng giao bài tập. Thì cô kích vào chức năng giao bài tập thì cô sẽ gõ tiêu đề bài tập ở đây, ví dụ bài tập bạn số 10 Cái này thì giống Hanoi Study mạnh mẽ và tập hợp. Đó, thì cô hướng dẫn học sinh đây, trắc nghiệm hay là tự luận thì cô hướng dẫn chi tiết cách làm ở đây. Vì chúng ta giao bằng lời, chúng ta không là giao bằng văn bản, chúng ta không giao bằng lời, chúng ta không mô tả chi tiết được, nên thì cô phải hướng dẫn chi tiết ở đây, càng chi tiết càng tốt. Ví dụ như các trò kính, các trò bấm vào đường link bên dưới. Để nhận bài. Dạ, đấy. Thì đừng như dưới sau đó là làm, ví dụ nếu là tự luận thì cô yêu cầu là các trò làm bài tập ra giấy. Ra vở. Sau chụp ảnh. Sau đó chụp ảnh và gửi đính kèm. Dạ, chụp ảnh và gửi đính kèm. Dạ, các bài tập đấy có này, những cái gì thì cô mong muốn học sinh thì cô sẽ làm đây, thì cô sẽ hướng dẫn học cho này. Đó, sau đó nào thì cô sẽ đính kèm bài tập của mình lên đây. Nếu là bài tập tự luận thì cô sẽ đính kèm, có rất nhiều cách đính kèm. Một là thì cô đính kèm từ Google Drive của mình, không gian lưu trữ trực tuyến. Hai là thì cô đính kèm bằng tệp, thường là sẽ đính kèm bằng tệp, cho cô kích về và thì cô sẽ phần chọn vào để tải tập lên. Đó, tải tập lên. À, ví dụ như là đấy, một cái file PDF chẳng hạn. Đó. Sau khi xong thì phần bài tập sẽ được kèm vậy. Tiếp tục đến mục giao bài. À, đến đến mục giao bài thì cô nhìn bên này. Thì toàn bộ tiếng Việt thì cô kích vào thì cô sẽ tìm hiểu sẽ ra thôi ạ. Thứ nhất là giao cho ai. Đó, thì đây thì cô thấy có thể giao nhiều lớp cùng một lúc. Nếu thầy cô dạy bao nhiêu lớp, 10 thì có thể kích vào hết các lớp đó. Đó. Còn bên này là giao tất cả cho học viên thì thầy cô để tất cả. Ngoài ra thì cô có thể giao cho từng học viên một. Nếu như thầy cô trường hợp này cô muốn, ví dụ thầy cô có hai đề kiểm tra thì cô muốn một nửa lớp làm đề này, một nửa lớp làm đề kia, thì cô sẽ chọn ở đây là chọn danh sách học viên chỗ này, ở cái mục mà lớp 12, 1, 2, 3 đây. Hiện nay chưa có học viên để ta chọn vì lớp chúng ta chưa mời học viên vào. Điểm thì chúng ta để điểm bao nhiêu, có chấm điểm hay không, thì chúng ta để thang điểm 100 chẳng hạn. Ngày đến hạn, ví dụ là chúng ta muốn học sinh là nộp vào ngày 11 tháng 11. Đó, thời gian là ngày 23 giờ 59 phút là ngày cuối cùng. Đó, sẽ đóng lại để học sinh không nộp nữa. Đó, thì sẽ có ngày đến hạn. Chủ đề thì thầy cô hiện nay chúng tôi đã để sẵn các chủ đề cho thầy cô rồi. Ví dụ có môn tin thì cô kích vào môn tin, công nghệ thì cô kích phần công nghệ, quốc phòng thì cô kích quốc phòng, môn toán thì cô chọn toán thì cô đưa vào để cho gọn, nếu không thì cô sẽ làm cho cái phòng học nó có lớn như một đống rác vậy, thì cô chọn vào sẽ gọn gàng. Ở trên này nút giao bài thì có hai chức năng, một là thầy cô chọn giao luôn thì học sinh sẽ nhìn thấy luôn, nếu bài này thầy cô muốn giao ngay lập tức thì thầy cô chọn giao luôn, còn nếu không thì thầy cô kích vào phần lên lịch, phần lên lịch thầy cô kích vào lên lịch này. Thì trên này ở chỗ này chúng ta sẽ có phần lên lịch cho bài tập. Đấy. Phần lên lịch cho bài tập. Lên lịch cho bài tập ở đây. Đấy. Đấy. Phần lên lịch cho bài tập đây thì là lên lịch, ví dụ thầy cô không muốn giao ngay thì cô muốn ngày mai là mới giao cơ. Thì ngày 10 tháng 10 chẳng hạn. Thì cô kích vào phần 10 tháng 10. Và trong phần này thì cô chọn là 9 giờ chẳng hạn. Đó, 9 giờ ngày 10 tháng 10 là ngày mai, cô cứ về chọn 9 giờ. Thì ngày mai cái hệ thống thì hệ thống mới mới giao bài, còn nếu mà lên được.
Thì hiện nay là chúng ta cho vào phần toán, đọc đây ạ. Thì hiện nay là cái này đang bị mờ đi, học sinh không nhìn thấy, chỉ có giáo viên mới thấy ạ. Và ngày đến ngày mai đến đúng 9 giờ thì lúc đó cái mục này là mình sẽ tỏ lên như này, học sinh mới nhìn thấy. Tức là chúng ta làm trước, ví dụ như là giao đề kiểm tra cũng vậy, chúng ta phải lên lịch trước như vậy, và sẽ tự động nó hiện trên cái phần bài tập của học sinh, và học sinh là sẽ tự động làm. Thì học sinh sẽ thích vào bài tập và học sinh sẽ làm ở tại phần này, và học sinh thích vào học sinh sẽ nộp bài. Thì cô giao bài về phía thì cô giao bài như vậy, thì cái việc mà học sinh sau khi học sinh nộp bài xong thì sẽ có phần mà thầy cô sẽ vào, học sinh sẽ nhìn thấy toàn bộ bài học sinh. Như hiện nay lớp này như tôi lấy một cái lớp khác để thầy cô nhìn cho dễ, lớp mà tôi đã giao bài tôi đã chấm. Xem mình chia sẻ cái gì, chia sẻ toàn màn. À, bài tập trên lớp đấy. Ví dụ đây là cái mục mà ví dụ đây là một bài tập đã giao cho tổng cộng 45 học sinh, trong đó 3.36 vâng đã nộp, tức là đã giao cho 45 thì có 41 là 46 xin lỗi 46 46 thì trong đó là có 42 học sinh nộp bài và 4 học sinh không nộp, đã giao và không nộp thiếu ạ, nên là đã nộp rồi nhưng chưa chấm, mà đây là 36 đã chấm, thì cô kích vào thì bạn để xem, cô kích vào phần xem bài tập để cô chấm nữa. Đây là cái không gian mà học sinh đã nộp bài và thầy cô có thể chấm trực tiếp ở trong từng bài này. Ví dụ đây một bài đã chấm, tôi vào một bài bất kỳ đã chấm. Đó, đây là học sinh đã nộp, đây là bài, cái giao diện học sinh nộp bài là như thế này. Đó, học sinh đã nộp bài và đây là cái nhận xét của giáo viên mà học sinh có thể nhận thấy ở từ đây luôn. Và bài này bài đã trả rồi thầy cô, cái bài đã trả. Đây là nhận xét của giáo viên và học sinh nhìn thấy ngay, học sinh có thể phản hồi lại. Ví dụ như có học sinh đã đây, học sinh đã phản hồi là em đã cảm ơn thầy đây rồi. Còn phía trên này, phần phía trên này chẳng hạn là phần mà bài này là điểm đã trả nhưng không có điểm vì là học sinh làm chưa đạt chẳng hạn. Đó, thì cô kích vào thì cô thể chấm ở đây. Ví dụ tôi vào cái bài chưa chấm, chưa trả bài giúp thầy cô xem. Đã nộp kích vào bài. Đấy, thì chưa đạt chưa trả bài là sẽ như này, thì cô kích vào để xem bài học sinh. Đây bài chuẩn bị bài của học sinh Đỗ Hà Mi, chuẩn bị bài mới ạ. Đó thì thầy cô sẽ có những mục sau, một là thầy cô thể nhận xét trực tiếp ở đây, thầy cô zoom lên nhận xét. Và thầy cô quay vào, thầy cô muốn nhận xét phần nào thì cô kích vào cái dấu cộng đây, thầy cô kẻ vào đây và thầy cô sẽ nhận xét trực tiếp ở đây, để nhận xét trong cái phần đấy. Và ngoài ra thì thầy cô có thể nhận xét tổng quát toàn bộ phần này để nhận xét riêng tư. Nhận xét này chỉ có giáo viên học sinh này mới nhận thấy. Và phần điểm thì cô cho điểm đây, ví dụ thầy cô cho 90 thì 100 và thầy cô nhận xét này. Và thầy cô sẽ lúc kích nút đăng này. Đó, và thầy cô kích vào trả bài. Trả bài thì cái bài này sẽ được trả cho học sinh và bao gồm cả điểm và cả phần đăng. Cái phần đăng là cái phần mà thầy cô có thể giao hoặc là giao tài liệu cũng vậy, thì cô có thể giao một tài liệu lên trên lớp học của mình, giao tài liệu. Nếu cô thầy cô có thể đăng một tài liệu học tập với học sinh, mà thầy cô kích chọn một, thầy cô tạo tài liệu, một tài liệu học tập thôi ạ, không phải là bài tập, thì cô cũng tải lên như vậy. Đó, ví dụ là 10.
Đó, cho cô viết lại nữa. Này thì cô đăng luôn, thì khi thầy cô đăng thì cái tài liệu này nó sẽ hiển thị ngay lập tức ở trên trên lớp học. Để, đây thầy cô không chọn mục nào thì nó sẽ nhảy tự do ở trên này. Ở đó cái thì cái lớp học nó sẽ trông rất là bừa bộn. Được hai phần này không không thuộc cái mục nào trong mục này cả. Thì thầy cô sẽ có thể chỉnh sửa lại, thì cô đưa đúng vào vị trí và chủ đề là tài liệu học tập và thầy cô lưu lại. Đó, thì ngay lập tức nó sẽ xuống phần tài liệu học tập và phần này nó sẽ bỏ đi. Đó, nhắc thử thầy cô bỏ đi nó đỡ bừa bộn. Đó, như vậy sẽ làm trong này. Và trong này thì vì nó có lịch, ví dụ thầy cô mà đã lên lịch thì biết ngay học sinh nộp muộn hay không nộp muộn. Ôi giời. Đó, trong này trong cái phần mà học sinh sẽ có ngay là học sinh cái bài học sinh nộp muộn hay không. Đấy, thì cô em đấy chính là chia sẻ qua màn hình nhé, thì người khác gọi đến nó sẽ hiển thị lên luôn. Đã lột muộn đấy ạ, biết ngay là ai lột muộn và ai chưa lột. Đã lột và đã lột muộn thì vì cái thời gian chúng ta đã fix trước rồi nên là học sinh để thiếu thiếu là không làm đấy ạ. Thiếu là không làm nên là sẽ hiển thị ở đây. Đấy là việc mà chúng ta giao bài tập học sinh như vậy. Thì toàn bộ giao diện là tiếng Việt. Thầy cô sẽ thực hành ở trên lớp của mình và thầy cô đặt vào đúng cái mục giao diện sẽ được.